Rồi, xin chào cả nhà nha. Mình cũng hay bán cái iPhone đó trong kênh. Thì có rất nhiều anh em hỏi với mình là tạo do một cái tài khoản iPhone, tài khoản iCloud đó anh em, cũng như tài khoản iTunes này. Anh em đăng nhập vô cái iTunes và App Store này để anh em tải ứng dụng. Thì anh em chưa biết cách tạo nha, chưa biết cách tạo. Thì mình bữa nay á, nó thực sự anh em là tạo cái tài khoản iTunes này rất là cực. Ở chỗ là anh biết sao không? Anh em phải có cái số điện thoại để xác minh. Thì lúc anh em đăng nhập á, nó đòi anh em phải xác minh số điện thoại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em tạo một cái tài khoản iTunes, iCloud á, để anh em xài chung và xài vĩnh viễn luôn. Để mình xài iPhone thì nay quá phổ biến rồi anh em, người nào cũng có thể mua iPhone được. Tự nó rẻ quá, có triệu mấy, 2 triệu là anh em đã xài rồi. Có khi mấy trăm ngàn mua iPhone 5, 5S thì cũng đã xài được. Nên là mình sẽ hướng dẫn cái clip này cụ thể nhất để anh em mà biết cách tạo cho mình một cái tài khoản iCloud xài ngoài nha anh em. Rồi bây giờ là bước đầu tiên luôn. Bước đầu tiên thì anh em lấy cho mình một cái máy Android nha anh em, kết nối wifi trước nha. Có nghĩa là anh em phải có một cái tài khoản Gmail trước, có nghĩa là tài khoản Google á, anh em phải có trước thì anh em mới tạo được tài khoản iCloud nha. Rồi. Thì mình sẽ tạo một cái tài khoản Google trước bằng cách là vô CH Play. Tạo trước cái tài khoản Google. Anh em nhớ là một cho bản thân tôi nha. Là đây là cách tạo tài khoản Google này. Mình sẽ tạo nhanh. Ngày tháng em sinh, anh em muốn đăng nhập cái gì cũng được. Thì mình tạo này là cho những anh em chưa biết tạo Google thì vô đây làm luôn nha. Tạo anh em muốn cái tên gì cũng được, Lan Phong gì đó cũng được, muốn tên gì cũng được. Mật khẩu thì trên dưới giống nhau và tốt nhất là 8 chữ số trở lên nha. Đó, 8 chữ số giống nhau, 8 chữ số trở lên. Đây, nó bắt anh em xác nhận số điện thoại này. Để mình lấy một số điện thoại bất kỳ mình xác nhận. Anh em nhập số điện thoại của anh em vào nha. Nhập đúng số để nó gửi cái SMS về. Đó, nó sẽ cái mã Google này. Đó, nó tự nhập luôn. Anh em lướt lên bấm đồng ý. Đây là tất tật tật cách tạo tài khoản iCloud cho những anh em chưa biết. Anh em biết rồi thì bỏ qua cho mình nha, tránh trường hợp ném đá lỗ đầu của mình đó anh em, vỡ đầu anh em chết luôn. Đây, chỉ cho anh em chưa biết thôi. Rồi, như vậy là anh em đã có một cái tài khoản Google. Ok chưa anh em? Tài khoản Google mình nằm đây này, Lan Phong 55678 đây. Rồi, từ tài khoản này bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em thiết lập một cái tài khoản iCloud. Ok nha. Rồi, anh em chuyển tới màn hình máy tính nha. Anh em chuyển tới màn hình máy tính. Anh em mở cho mình cái này lên. Đây, tí mình sẽ để cái link đây ở dưới cái video, anh em tự tạo nha. Đây. Cái link tạo tài khoản tạo ID Apple đây anh em. Tạo ID Apple nha. Anh em nhấp họ tên anh em vô. Các kiểu anh muốn nhập họ gì họ ha. Rồi, Việt Nam này, ngày tháng năm sinh này. Nhập bất kỳ. Nhập bất kỳ ngày tháng năm sinh vô. Rồi anh em bấm cái địa chỉ, đây là địa chỉ anh em sẽ xài tài khoản iCloud sau này. Thì hồi nãy anh em tạo sao thì anh em nhập lại. Như này ha. Cái tài khoản hồi nãy này là mình nhập sao ta? Lan Phong. Đây, tài khoản hồi nãy là Lan Phong 55678. Ok không anh em? Rồi mình sẽ nhập tài khoản đó vào. Lan Phong 55678 a@gmail.com. Đó, ok nha anh em. Lan Phong. Y tài khoản hồi nãy nha. Mật khẩu. Mật khẩu là anh em nhập đúng cái mật khẩu hồi nãy luôn của tài khoản Google luôn. Đó. Anh em đi tài khoản Google xong rồi. Rồi. Điện thoại.
anh em sẽ nhập cái số điện thoại hồi nãy anh em xác nhận bên Google. Ok, nhập mã xác nhận, mã xác thực đây. Nếu anh em thấy khó coi quá thì anh em bấm mã mới để lên đó. Dứt hoa nha anh em, dứt hoa nha. XRGIA. Ok, bấm tiếp tục. Đó, nó sẽ bấm một cái mã, nó gửi một cái mã xác minh về cái Gmail của anh em này, Lan Phan Lên 678 này. Anh em vô cái máy đây, anh em coi cái mã, là anh em vô cái mục Gmail đây. Đưa tôi tới Gmail. Đó, anh thấy không? Bấm một phát là nó lòi cái mã vô liền này. Đây, mã của nó là sẽ là 583569. Anh em nhập vào 583569. Bấm tiếp tục. Tiếp đến là nó gọi tiếp một cái mã về cái số điện thoại hồi nãy nữa anh em. Anh em để ý nha. Nó gửi về cái mã cho mình này. Nó gửi về số điện thoại tiếp. Đây, 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 nó đây rồi. 605 605. Đó, ok anh em. Mình sẽ nhập vô luôn nha. 605 605. Tiếp tục. Ok, tới bước đây thì anh em đã hoàn thành được cái tài khoản ID Apple của riêng anh em rồi. Anh em khỏi phải nhờ ai tạo cho mình rồi nha. Đây, ID Apple của bạn là LanPhong55678. Ngôn ngữ các kiểu. Ok, xong hết đúng không? Đúng chưa anh em? Nhưng mà vẫn chưa được nha. Có nghĩa là xong rồi, anh em đang nhập vào được là anh em đã có cái tài khoản iCloud rồi. Nhưng bây giờ làm sao để anh em xác thực được tài khoản để anh em tải được ứng dụng. Anh em vô dùm mình cái máy. Anh em để ý tiếp màn hình điện thoại nha. Chưa xong đâu nha anh em. Đây, một cái điện thoại iPhone đã kết nối iPhone Wi-Fi. Anh em nhấp cho mình vô cái mục App Store. Anh em vô mục tìm kiếm tải bất kỳ một cái ứng dụng gì đó. Đây, anh em tải cho mình đi. Rồi, nó báo là dùng hiện có hay là tạo mới hay là hủy. Anh em bấm hiện có. Rồi, ID và mật khẩu anh em nhập cái tài khoản này vào. Lan Phong 55678a@gmail.com. Nhập mật khẩu vào. Ok. Đó, nó báo anh em là phải xác minh cái ID Apple. Có nghĩa là anh em mới tạo chưa xác minh thì giờ anh em xác minh. Bấm cài đặt luôn. Đó, xác thực hai yếu tố đã gửi về số 91 đuôi. Anh em coi tiếp cái điện thoại 375580. Anh em 375580. Đó, là biểu xác minh. Nếu chính xác thì nó sẽ cho vô nha anh em. Ok, đã vô được rồi. Rồi, xong nó báo anh em là ID chưa sử dụng ở iTunes trước đây. Anh em bấm xem xét. Rồi, anh em sẽ thiết lập những cái bước này nữa này thì mới được nha. Đó, phải hoàn tất cái bước này nữa anh em. Chú ý nha, đồng ý nè. Bấm tiếp theo này. Đó là hướng dẫn cụ thể luôn á, anh em tự tạo luôn. Đó, nó báo này. Chết đi nè. Đường anh em ghi đường bất kỳ. Anh em muốn ghi đường gì cũng được. Cái này bỏ qua. Thành phố này như mình ở Đà Lạt thì mình gõ chữ Đà Lạt này. Mã zip này. Anh em gõ 67.000 giùm mình. Số điện thoại thì số nãy nha. 0379 051 691. Đó, nhập đúng số điện thoại, bấm xong. Bấm tiếp theo. Anh em chờ xíu nha. Rồi, đã hoàn tất. Tiếp tục. Rồi bây giờ là anh em tải vô từ này. Đó, anh em bấm nha, bấm cài đặt phát nha. Nhập mật khẩu của ID Apple. Xác thực hai yếu tố tiếp một lần nữa anh em thấy không? Nó rất là cực. 661110. 661110. Tùy giải nên nó bảo mật rất là cao anh em. Anh em phải tự tạo, mình chỉ anh em tự tạo. Đó, bây giờ là gần như hoàn thành. Anh em phải có một
yêu cầu xong 15 phút, hoặc luôn yêu cầu anh em bấm yêu cầu 15 phút đi. Dạ nó ok. Khi nào nó bó cái vòng tròn nó quay đó là thành công nha anh em. Bước này thì đã là một bước hoàn chỉnh hoàn toàn luôn. Anh em nhớ bấm một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra những clip anh em yêu cầu để hoàn thiện hơn cho anh em. Rồi, thân ái chào cả nhà. Anh em nhớ bấm like, đăng ký để ủng hộ mình nha. Chào anh em. Hẹn anh em những clip tiếp theo.